À, vâng, em Diệt xin chào cô chú bác anh chị và tất cả mọi người. À, hôm nay thì anh em chúng cháu lại tiếp tục có những cái phần quà để đi thăm máy anh em cháu giờ ở trong mét vực cô bác ạ. Cũng khá là lâu rồi. Hôm nay thì anh em chúng cháu lại tiếp tục quay trở lại với máy cháu. Vâng, Xuân Thiệu cũng chào mọi người, chào cô bác nhé. Anh em đang có mặt tại Hủ Mép Vực. Hôm nay lại tiếp tục vào với mấy anh em cháu giờ. Hôm nay vào với cháu thì cũng có một cái thùng quà của các cô bác có gửi cho cháu của bác ạ. Cái thùng quà này của cô bác nào đấy? Đây là của cô Nguyễn Thị Kim Liễu. Nguyễn Thị Kim Liễu à? Và Liễu. À. Bình Định anh ạ. Bình Bình Định, Định Lão An, tỉnh Bình Định. Tỉnh Bình Định. Vâng. Cũng xin được cảm ơn cô Liễu rất là nhiều. Một cái món quà rất là ý nghĩa cho các cháu của bác ạ. À, mấy anh em cháu giờ này hiện tại thì cũng thui thủi một mình thôi. À, có bố thì cũng suốt ngày nát rượu. Không biết là hôm nay vào có gặp bố hay không hay là như thế nào nữa. Bố thì để gặp bố thì ít khi lắm. Và bây giờ mình đi thôi. Vâng. Bây giờ cũng mời cô bác cùng theo anh em vào chỗ nhà cháu của bác nhé. Để xem là cuộc sống của các cháu như nào. Đó, cháu giờ này thì thỉnh thoảng anh em vào thì xem nếu mà có hết gạo hoặc là hết các thứ anh em mua vào thì mới lại mua thôi của bác ạ. Tại vì cứ mua vào nhiều thì cũng rất là khó. Nhớ đâu bố về bố thấy bố lại mang đi đuổi rượu hết thì các cháu lại không có gì dùng. Thì mang vào nhiều cũng không dám lấy vào ấy của bác ạ. Bố mà nếu bố cháu giờ mà thấy nhiều thì chắc cũng phải xảy một phần đi đổ rượu mà. Trước còn vào định lấy gạo đi đổi rượu thế nhưng mà may cũng có cái hòm để mà đựng rồi nên là bố cũng không lấy đi được ấy. Có một hôm hình như cháu giờ còn lấy cái chăn về để vù vào ấy, chăn về vùi cái hòm vào để cho bố đỡ nhìn thấy. Để ra thì ở với cái hoàn cảnh đó thì ai mới hiểu được cô bác ạ. Có ông bố nát rượu thì đúng là phòng như là phòng gì ấy. À, thế một tàu á? Ấy các cháu đáng yêu thế. Một tàu á? À, cái đậu. Anh biết cái đậu này là đậu gì không? Đậu gì? Cái đậu này em cũng không biết tên nữa nhưng mà đậu này thì thừa họ lấy về lại để làm đồ với lại xôi. Làm xôi á? Vâng. Nghiền ra sao là đồ với lại xôi. Vâng. Cái này rất là ngon lắm. Mà bơ thì hình như là 20 mấy nghìn đấy. 20 mấy nghìn một bô đi á? Vâng. À, nhà cô có được nhiều không ạ? Ơn tàu tao không tàu đi. Ủa? Ơn tàu tao không thấy mua đồ. Lót cái thùng ra. Cái gì thùng? Ừ. Mà chỉ mấy xe là? Mình mua mà giờ thay tua là còn là cho cứ là còn hai lối là tụt khô tụt khô. Ồ, thế là cũng được khá nhiều ấy. Được khá nhiều á? Vâng. Cũng bảo là được nhiều phết đấy. Ồ. Anh ra thanh niên này có cái ô tô đẹp thế. À, lấy về đi chở đá ừ. Đó bác xem nào. Ông mượn một tí nhá. Ấy. Ôi ôi, mặt nhanh nhẹn thế. Mặt thì nhau đen nhẹm thế. Các cháu này. Ấy còn thanh niên này. Mặt mũi sao đen nhẻm thế? cái mũi là đi cài đất về phải không? Là đi chơi các cháu mà. Ngồi đây với cô. Cái này khi nào anh về quê này, anh lấy một ít về đồ xôi á? À? Đồ xôi rất là tuyệt vời luôn. Thế là mang về cũng kiểu như là đồ xôi đỗ kìa. Vâng. Mình cũng đi thôi. Đi nhân đi nhé. Hôm nay là không có kẹo nha. Hôm nay là mình cũng không nhớ có lấy kẹo vào. Vâng, vào với các cháu ở trong này thôi cô bác ạ. Vào đây hôm nay chắc là cuối tuần thì các cháu mới nghỉ mới ở nhà thế này chứ. Vâng, hôm nay thứ bảy. Một lần anh em vào có gặp bao giờ đâu. Đúng rồi, các cháu đến trường đến lớp hết mà. Đi học hết đấy. À, thường thường các cháu đến trường là cứ đầu tuần đi cuối tuần mới về các bác. Vâng. Toàn là gọi như là bán trú tại trường hết đấy. Ây à, đây anh ạ. À? Cây bà hạt này thì đã chuẩn bị vào mùa rồi. Đã nở rồi đấy. Đã nở rồi. Cái này giờ. Đấy, thơ phước luôn. Là có mật rồi đấy. Có mật rồi. Từ tháng này cho đến tháng sau thì các cô bác nếu mà mua trái mật ong bà hạt thì có rồi đấy. Từ giờ đến cuối tháng là có mật bạc hà rồi các bạn. Bà hà đầu mùa thì rất là chất lượng luôn. Thì cả bây giờ mật rừng cũng thế, mật rừng vào cuối mùa này rất là ngon tuyệt vời luôn. Vâng. Nên là các cô bác nào có ủng hộ bà con thì có thể cũng liên hệ qua chỗ Xuân Thiệu vẫn có vài chai các bác nhé. Bây giờ vẫn còn mấy chai nữa của bà con mật rừng với chất 100% luôn. Không biết là mấy đứa có ở nhà không? À, cái gì đấy? Đây là cái hạt kê. À, hạt kê. À, hạt kê á? Vâng. À đúng rồi, hạt kê. À, cái này là cái hạt kê à? Vâng, cái hạt kê. Cái này lấy về ăn được không? Cái này ăn được mà, nổ như kiểu là nổ bỏng ấy. À, vâng. Lấy về nổ kiểu như làm kẹo bóng cái gì? Vâng, đúng rồi. Ồ. Vâng. Cái này nhiều người có lấy về làm cái gì ấy, em không biết. Anh thấy nhiều người lấy cái này về buộc làm cây chổi có phải không? Ờ, đúng rồi, cây chổi của quê nhà ấy. Nhưng mà chỉ bà con ở trên này thôi. Ừ. Hạt kê. Ê. Ê. Ờ, xin chào. Ờ, tao ra rồi. Mấy anh em... Hả? Mấy anh em làm gì đấy? Tay bị làm sao đấy? Chết tiệt á. À, bị chọc vào tay rồi. Chọc vào tay á? Vâng. Đang nhổ cỏ rau à? Ơ, chị, đốt rau đó.
À, đang chăm sóc vừa rau. Chăm sóc vườn rau á? Vâng. Ồ, còn mấy cháu này ngồi đây ư? Ồ. Nên rau không thì làm gì? Hả? Ôi, không cho tay vào mồm thế. Hả? Chân tay bẩn thỉu này không cho tay vào mồm đâu. Chỉ cho tay thôi chứ. Cái này, cái chân này chắc là tối không rửa hay sao ấy. Anh giờ tối không rửa chân cho em à? Tối mẹ đi, không muốn tôi thì chính cho tao vậy này. Tối mẹ này. À, bảo là tối rửa nhưng mà sáng thì lại ngò gần cái bếp đấy. À. Ngò gần cái bếp lại chân tay nhỏ nhằn thế này à? Ừ. Trời ơi. Đó sao là? Đó tả ra. Cái rau này là khác trồng hả? À? Cái này nó chẳng thế này. À, cái này cháu giờ khác tự làm đấy. Khác tự làm cái rau này. Vâng. Già hết thì còn đâu nữa, cái này không có gì bón đâm ra là già hết rồi đây này. Thật lào đó. Có một vườn rau rất là tốt luôn. Chịu khó nhỉ. Chê, đi vào nhà. À, hai em đi vào nhà đi. Má chê, làm má chê. Mình nhỏ mình không làm được thì mình chỉ xem anh giờ thôi đúng không? Đúng rồi, cổ vũ cho anh nhé. Cho anh. Để anh nghe có động lực hơn đấy. Nhưng mà thanh niên này cứ chắc là hay đi lăn ở bếp nhiều lắm ra là chân tay lúc nào cũng nhăn nhúc hết cả. Nhưng mà như thế này mới không bị ốm ạ. Không bị ốm. Phải quán luôn. Như thế này. Mấy anh em chưa nấu cái gì ăn nữa. Đây sao quá xin đâu là. Hả? Chị tao quá. Chưa nấu cái gì á? Chưa nấu gì ăn à? Vâng. Ô. Cái bếp vẫn còn nguội ngắt thế này à? Bếp là lạnh như thế này chắc là chưa nấu cái gì á. Muộn thế thì sao lại không nấu cơm lên cho mấy anh em ăn đói. Ôi chả thế thì lấy này chỉ ôm nó cho mình chỗ tổ mềm nó này. Hà Lê cháu giờ bảo là đã đợi bố đi gọi người về uống rượu. Đợi bố á? Vâng. Thế bố sáng nay về hay là lúc nào về mà bảo đợi bố? Thì thật thì lo là họ có nét tỏ đấy. Thế á? Nhớ thử đi. Bé. Cháu giờ bảo là không biết nữa, sáng nay thì bố đi đâu á, lấy được một con cá và lấy một chai rượu về, thì bố bảo là đi gọi người về uống rượu, thì mấy đứa là nhìn thấy có con cá trèo bên kia thì không ăn được cơm, bảo là thèm nên là đã đợi bố xem là về có nấu cho ăn không á. Con cá ở đâu nhớ thế. Ui treo ở đây à cháu nhé. Cái cá này là bố lấy về hả? Tớ nhìn hết gì nữa chưa rồi? Chưa, có cả rượu nữa. Cả rượu ở đây á? Vâng. Ở đây hình như có cả chai rượu sao? Đây. Có cái chai rượu ở đằng này nè. Đúng rồi. Một chai rượu một con cá. Xem mà treo cao thế. Treo cao thế. Ơ chả mất lấy xe đi. Hay lý á? Này bố này hả nó này? Cháu giờ bảo là bố treo cao như thế, bảo là các con ở nhà không được lấy về nấu ăn. Nếu mà lấy về nấu ăn thì bố về là bố mắn cho đấy. Nên là mới treo cao như vậy à? Thế thì treo cao lên đây để các con không lấy được hay sao á? Nếu uống thì con nên mới chỉ tao đấy. Thế bảo là lấy được có cán với lại chai rượu về thì bảo đi gọi người về uống rượu. Treo cao như thế để các con là không được lấy về nấu ăn. Thế này thì bố kiểu gì thế này nhỉ? Thì đấy chết đi rồi. Lấy về thì để cho các con ăn chứ lấy về là để bố đi gọi người uống rượu thế này thì có phải cái này chèo chèo cao thế này đối với em này. Đối với em chắc cũng chỉ gọi là đấm nhì thôi. Cá đông lạnh. Cá đông lạnh nhá. Vâng, lạnh. Lạnh chắc là cá đông lạnh. Thế bố về lâu chưa? Thì là tao không đến nằm mò lò là. Hôm qua về. Về từ hôm qua á? Nằm mò lò là ta kia thì tiết rồi. Ta. Hay là như vậy nè. Ừ. Mà nằm mòn thì chỉ lo thạch kia tiên giá lỏ tiên giá nhiều rồi. Nằm thế là hôm qua bố không về đâu. Sáng nay bố mới thấy lấy cái con cá với lại chai rượu về thôi. Nên là lấy về đến nhà thì bố bảo là ở nhà không được lấy về nấu ăn để bố đi gọi người về uống rượu đã. Lại còn thế nữa cơ. Thế này thật là đáng thương nhỉ. Tội nghiệp quá. Không nói đến các cháu, đối với mình nhìn thấy như thế này cũng không thèm ấy.
Thế cái chai rượu với con cá này là bố lấy về hay là bố lấy cái gì ở nhà đi đi cho người ta đổi về? À tôi chơi thế à kho à chỉ cho ở trên ngã xuống một bao lỗ rồi hết thì nhà lỗ này. Sao tôi chơi chỉ còn nó tham mà chỉ cho thằng kia nó thì ngã lỗ ra ở bên nó mà nhẹ phúc làm la. Ở trên này á. Ai à, à cháu giờ bảo là con cá thì không thấy nói gì nhưng mà chai rượu ấy thì bố có nói là bố lấy nợ về trước để mai hôm được bố lấy một ít ngô đi cho người ta. Lại còn thế nữa cơ hả? Sao lại như thế nhỉ? Lấy về lại không cho con cái nấu về ăn lại là đi gọi người về uống rượu thế này hả? Thế lấy con cá bố bảo thế nào không không cho các cháu lấy về nấu ăn hả? Tôi anh chơi thì hai cháu thì đi chụp nào nó. Chị thì chị nhớ chị chẳng là mình em của với mình nó. Bé số có gì vậy? Lâu chưa lắm nó. Chị thì hồi đó tôi là học cha mẹ mà của nó này. Bố có đi có nói là con cá này thì cắt con là không được lấy về nấu ăn, đợi bố đi gọi người về uống rượu sau là bố nấu thì các con cùng bố ăn. Đấy, phải đợi bố về chứ cơ. Thế thì bố đi lâu chưa? Ất gì mùa tao không thấy thả kim mùa là thả kim mùa á muốn giò là cháu giờ không bảo là sáng nay đi họ đi từ lúc sáng này, lấy cái này về thì đi đi luôn này. Nhưng bây giờ cũng gọi là bây giờ muộn rồi. Bây giờ muộn rồi. Chắc là chưa tìm được đối thủ hay sao? Chưa tìm được đối thủ về á? Thế nhìn thấy cái có thèm không? Nếp bò ở tận trên nếp bằng thì á. Chắc là nó mò. Ấy à. Khóc à. Bảo là thèm nhìn thấy con cá là không ăn được cơm. Thế là bố bảo là chờ bố về là cứ ở đây mấy anh em nhịn đói chờ bố thôi. Nè, ở chỉ còn tỏ gì mà nên thế dòng sái tỏ tí em mày. Thì bây giờ đi. Dạ. Đúng rồi. Thế thì gay nhỉ. Thế này thì bố nát rượu chắc là có tí mồi mang về để mà đi gọi bạn về nhắm thế này. Không cho con mang về nấu cả ăn thế này thì bây giờ làm thế nào? Cái là quên rồi, không bỏ được rượu nữa. Bây giờ nếu mà bảo mang về nấu tí nữa ông này về ông lại mắng các cháu thật nhỉ. Đấy mà bây giờ anh mình cũng gọi là thưa các cháu ấy, có muốn lấy con cá về để nó hộ cho các cháu ăn như vậy tí nữa bố về bố lại mắng má thì lúc đấy anh mình không ở đây á, anh đấy, mình không anh biết anh mình không ở đây thì cũng chẳng biết thế nào. Đúng rồi, thế mới khổ nhỉ. Cần không đành đành cùng các cháu là nhìn con cá thôi, cũng không biết là xử lý thế nào nữa. Các cháu cũng lại ngắm nhìn con cá thôi. Bởi vì nếu mà bố ở nhà thì mình có thể là xử lý được. Ông ở nhà mình còn nói được chứ. Bây giờ ông về ông đã bảo các cháu thế rồi. Bây giờ lấy về nấu thì anh em không sao. Nấu cũng được. Nhưng mà về lại không thấy anh em ở đây lại bảo các cháu lấy về nấu lại nói mắt các cháu. Các cháu là mắt tội. Mắt tội thật. Mình là mình không, anh em mình không bị làm sao nhưng mà các cháu là bị làm sao ấy. Thế này có cái gì thì ăn cơm đi. Có cơm hay có mén mén thì ăn cơm trước đi chứ không chờ bố nữa. Bây giờ chờ biết lúc nào bố về. Nhưng đâu bố về bố lại uống rượu say ở đâu mới về thì cũng thế mà chờ á. Có khi đi cả ngày á. Đi cả ngày thật á. Đi cả ngày không không phải chờ nữa đâu. Khéo đi mượn gặp đối thủ gặp cao thủ lại gặp cao thủ ở đâu lại say rượu không thèm không biết đường về nữa thì đúng không nên. Đối thủ gặp đối thủ nó không về được á. Có khi mai mới về á. Mai về có con cá này có chắc cũng thiêu rồi. Chẳng biết á. Tội cho cháu. Em thử cầm lên xem nào, có cá gì. Cá chim hay cá chép? Cá chim hay cá mè gì? Ồ, cá đông lạnh á. Nhưng mà treo lên tận đấy cơ hả? Ây khéo tay thế. Chắc là treo lên cao không để các cháu lấy hay sao ấy. Chai rượu hay là nước cá nó bị giò? Nước cá. Nhưng mà ôi, lấy cái chai rượu vào cùng với con cá à? Cái này chả tách ngòm hết rồi à? Nhưng mà người uống rượu là thường đi đi cùng như vậy á. Thật có phải chai rượu không? Hay là cái gì? Xem. Tách ngòm hết rồi. Treo cao như thế thì chắc là bảo bố thì mới treo cao như vậy. Quả quý. Quả quý của bố đấy. Quả quý của bố đấy. Ui, con cá này. Đúng rồi. Đấy. Cá chim. Cá chim. Cá đông lạnh. Không biết là lấy ở đâu về. Rượu nặng đấy. Rượu nặng á? Vâng. Một chai này độ khoảng, nếu mà nghiện rượu thì độ hai ông. Cái này chắc khả năng là cũng ngả nghiêng hết á. Cái này phải ba người rồi. Hai người chắc là say rồi. Say nhưng lúa này, cái khéo mình một chai này. Rượu này là cho chai này là cho bất cửa. Chai này là nếu mà đối với anh em mình không uống được rượu thì 2 ly là chắc là không không biết được đi á.
Đúng rồi, ông nát rượu này, chán đời thế. Tội khổ. Hay là mình giúp ông Lúa làm một nửa cho đỡ say. Còn mình ăn thì còn là đi gọi người về để uống rượu, còn không cho con lấy về nấu ăn, thế này mới khổ. Một con cá. Cái này phải nói là một ly rượu. Thôi thôi thôi, treo lên giá đi. Một tí về lại bảo là ai bảo là lấy xuống. À, anh em lại lấy oan. Lại em của ông ấy lấy về thì tốt nhất đừng động vào. À, thôi. Giả. Nhưng mà cái này treo cao thế. Thôi, treo ở đấy thì cứ treo giả không ấy. Bây giờ nó cũng khó. Ôi dồi. Không phải cái của anh em lấy vào nó lấy về. Ô nhưng mà lại không thành cái chỗ cũ rồi. Lại không thành cái chỗ cũ. À vừa nãy là như này. Đấy. Tí nữa bó lại bảo là tại sao chai rượu lại ra ngoài ấy. Mấy cái người nó nát rượu rồi nói nó không có ấy đâu. Không nghe. Không nghe đâu. Thế này thì ví dụ từ giờ đến tối mà không thấy bố về thì cứ lấy về nấu đi, không để nó thiêu ấy nhá. Nhưng mà lấy về phải có người để nói anh ạ, có không là về bố một được một hay giọt rượu vào trong người lúc đấy về nói càng khó hơn. Đúng rồi, lại khổ các cháu. Và kiểu là như thế, nếu mà bây giờ các cháu nói về lấy về nấu ăn, đến lúc đấy bố về nếu mà biết nghĩ không biết nghĩ lại mán các cháu thì tội. Tội các cháu. Phải có nhưng người. Mà có nấu cơm hay nấu mè mén hả giờ? Ôm mồm đi. Vẫn còn gạo được, trước bác lấy gạo vào còn không? Vẫn còn một ít gạo. Đâu bác xem nào. À đây, vẫn còn đây lưng bao đây đúng không? À đây này, đúng rồi. Ui. Còn một nửa bao đi. Để trước anh em mà lấy vào hẳn một bao mà 20 cân vẫn. Nhưng mà không để vào trong cái hòm. Thế không để vào hòm à? Để đây thế á? Chỉ cho nó luôn à, lúc hòm mà nhỉ? Chúng ta mà cho mấy lần mất là đi. Ồ, à, nửa 2 ly đó. À, cháu rồi bảo là bố có nói là bây giờ gạo mà để trong cái hộp là bố về bố sẽ đập cái hộp đi á. Có cơm mềm mén gì không? Hả? Chưa nào? Chưa không mẹ. Còn mà ít thì lấy ra ăn đi, ăn tạm. Một ít thì mấy anh em ăn đi. Nhất thì đi. À, vẫn còn một ít cơm. Đâu? Đây này. À. Vẫn còn nấu cơm đây thế. Ồ, nhưng mà cái cơm này nấu từ bao giờ rồi hả? Thôi, có con gì ở đây rồi? Thôi thì cái nhựa của hai hậu in tí với em tám. À, sáng nay gọi là vừa mới nấu. Sáng nay nấu á. Thế còn cơm nữa thì lấy ra cho mấy anh em ăn đi. Cho mọi người ăn rồi chứ, ô tụi mình đến đâu rồi. À, cái thì gần khi ngang ăn chè, một chút cái chè cắt nó nung cái chè nung cái tối chứ là chè. Thì ngang ăn chè cái mình nung cái. Nhà Lý á. À, cháu giờ ấy, vừa nãy cũng bảo là hai em đói thì ăn cơm thôi, thì hai em cũng bảo là thèm cá lắm rồi. Sao là chờ bố về bố nấu cá thì để ăn có thịt mà ăn. Tức là chờ bằng được bố để nấu miếng cá mà ăn. Đúng rồi. Thì nếu bố để dẫn về 4-5 ông thì lấy cái gì mà ăn? Đúng rồi. Trước thịt con gà ra thì cũng không được cái đùi nào rồi. Chỉ ngửi thấy cái mùi ấy. Chỉ ngửi canh thôi. Với con cá này độ 4-5 lạng cái này thì một chai rượu nữa thì các cháu chắc gì được miếng nào. Cái này khó nhỉ anh nhỉ? Nếu mà ông ở nhà thì mình lấy về nấu luôn. Còn không các cháu đỡ phải nhịn như thế này. Cái này nó khó lắm cô bác ạ. Bây giờ ông xách về thế này bây giờ. Ông đã bảo là các cháu ở nhà không được lấy về nấu ăn rồi. Ông đã treo lên tít tận cao kia rồi. Nhưng mà bây giờ anh em bảo mang về nấu cho các cháu thì tí nữa anh em không ở đây thì về lại các cháu lại chịu đòn. Đấy, nó lại khó thế cơ. Kể là nhẹ tội mà mình anh em cho cháu nấu cá sau lại thêm tội vào cho các cháu thì. Thêm tội vào cho các cháu. Thôi thôi nếu mà của ông lấy thôi. Về ông đã bảo là cứ tốt nhất là cứ để đây nó thối hay là nó thiêu. Đấy, các cháu nhưng mà chỉ tội các cháu là thèm không có miếng mà ăn thôi. Đã có lửa thì có đổ thêm dầu à. Mình mang về nấu lại đổ thêm lửa dầu vào lửa đấy. Đổ thêm dầu vào lửa. Đã thế thì về đây bác cho cái phần quà này, cái món quà của các ông các bà có gửi cho cháu. Lớn đi chưa? Mua tủ khó cho em lấy ra cái chỗ nào sáng sáng đi, xong là trao cho các cháu. Vâng. Thế trong một đấy. Thế trong một này. Đúng không? Nhớ cái đây. Lấy vào. Dạ, quẩy ghê nhỉ. Rồi, hôm nay bác vào đây thì có một cái thùng quà của bà Liễu ở trong Bình Định nhá, có gửi cho các cháu mấy anh em nhé. Thằng thì mua tủ phô là Liễu, nhớ phần là Bình Định thì là chắc khá nhận tốt đến đây nhé. Đấy, xem nào. Bây giờ khui ra cho mấy anh em nhá. Ô, nhiều đồ thế. Con Liễu A Láo, con Liễu A Láo Bình Định rồi. Có lẽ là cái này trước nha. Đúng rồi. Mình đói thì cái này trước nha. Đói thì ăn tạm cái này đã. Đấy, hai chị em đây này.
Bánh nhá, đây bánh kẹo nhá. Con cho đấy. Thạ nào thạ. Bà cho các cháu ấy nhá. Làm tao thần thôi. Đấy. Đấy. Con xin bà. Con xin bà. Ừ, đấy. Con xin bà ở trong kia đấy. Con xin bà. Con xin bà. Hôm nay là con xin bà nhá, con xin chú nữa. Con xin chú. Đấy, okay, rồi bây giờ ấy để các cháu cho các cháu ăn kẹo đó. Cho các cháu ăn dần thôi. Nó tha. Nó được rồi, em bỏ cái túi kẹo ra xong là để các cháu ấy. Nè. Xong là xem như có những cái quần áo hay cái quà gì bà có gửi tặng cho các cháu đấy. Oh, mũ mũ. Cá mỏ. Đẹp thế nhỉ. Cái này là cháu giờ. Rồi, con cứ ăn kẹo này, để chú đậu bà cho con. Thấy chưa? Đẹp thế. Ê, như thế này là con được đi tắm gái rồi nhá. Cái này chắc là của cháu giờ hết rồi. Cháu giờ hoặc là cháu nhỏ này. Cháu nhỏ này xem có đội vừa không? Cháu xem. cháu nhỏ thì cái này không vừa, cái này to lắm. Cái này to á. Đấy, thu nó vào là được mà. Mình thành thế nào? Mình thành ông già mất rồi. Thành ông già mất rồi. Hình như cháu đi học thì chắc là nhưng mà cái này rộng quá. Cái này rộng, cái là để cháu giờ thôi. Để dành cho cháu giờ một mình. Cháu giờ thắt vào được mà. Làm viền nhiều nhất. Cho nên uống đi nhé. Ăn rồi chỉ tắm áo mỗi uống đi. Cho đi. Như thế này là sẽ bế lại. Đó đi nhá. Đấy. À, được rồi. Mùa đông là ấm áp nhá. Đấy, xem có bây giờ là cháu giống chú rồi. Chú cháu bằng nhau. Bằng nhau. Điểm chú thế nào cũng bằng cháu tôi. Nha. Bây giờ thế à? Cái quần này cái áo mới. Quần áo mới của bà. À. Xem nào, của cháu cái hay là cháu giờ đây? Đây cái này khéo là cháu giờ á. Cháu giờ mặc vừa rồi. Vâng, cháu giờ. Bây giờ là mình có ướm nào, cháu giờ ướm xem nào. Mình hai kìa. Ừ, đấy, con ăn kẹo hết đấy. Con ăn kẹo hết đấy. Con ăn kẹo sao chú để đây. Nó tạt tạt nha. Em xem nào, em xem những cái này dưới xem nào, xem bà có gì. Cho ba anh em là mỗi người một bộ luôn. Mỗi người một bộ. Ui. Được, cái đấy là vừa cháu giờ đấy. Cái này cũng là của cháu giờ đấy. À, còn hai cháu này chắc là hơi rộng rồi. Nhưng mà không sao, rộng vẫn mặc được mà. Đấy. Đấy, cháu giờ thử cái xem nào. Cháu. Đây, mặt cái bộ này này. Diễn vào một bộ xem nào. Nha kìa. Mà để con, để cô xem là cháu... mà bà có đẹp không? Đấy, toàn quần áo cộc rất là đẹp luôn. Đấy. Đấy, xem nào. Ái da. Rồi đó. Đẹp trai thế nhỉ, quay vòng vòng cho bà xem nào. Quay tí, vòng tí lử xem nào. Tí lử tí cho. Tí cho. Ấy, vừa lắm. Rất là vừa. Cười tươi chứ. Có một vòng mũi đỏ nữa. Có một cái quần đây. Có một quần đẹp nữa. Đấy, hai con tí đấy. Sự thấy con tí. Con đi thay nào, con đi vào trong kia thay. Thử cái ra. Đúng rồi. Rồng á. Chẳng á nhỉ. Có một cái bé này cho cháu cái. Cái đấy nhỏ nhỏ cho cháu cái. Mình ăn nó nhìn một nha. Đúng rồi, cái đấy vừa đấy. Mình ăn nó nhìn một nha. Hình như ở đây toàn là những cái rộng thôi. Đúng rồi, toàn cái rộng dài thôi. Cháu giờ thì vừa. Cháu giờ là vừa hết đấy. Cháu giờ là vừa hết, còn hai cháu này thì hơi nhỏ người một tí. Hơi rộng. Nhưng mà không sao, để tí nữa xem cái nào mặc vừa thì các cháu mặc nhá. Vâng, ở trong này vẫn còn rất là nhiều luôn. Rất là nhiều quần áo luôn. Vâng. Do là hơi rộng nhưng mà không sao, để các cháu thay vào. Cho này thì anh giờ khả năng là có nhiều quần áo thì nhịn, thế này đi tán con em được rồi nhỉ. Có mà tám cái nhà thôi nhỉ. Bây giờ là hai anh cũng giống như ai rồi nhỉ. Hôm nay là khác rồi. Nó này ủa thuộc bộ lào chào nhá. Thuộc bộ lào liễu nhóc bộ nào ú cháu nhỉ. Cháu giờ trước à? Cháu sẽ ở trên ba khán giả đi bữa tha thứ đó bé cháu sẽ ăn tầm hả? Cháu giờ rất là vui. Nè, con cái bà này. Cô cá bà. Được rồi, cháu cái. Con cái với bà. Cô cái bà. Con cái với bà. Thế nhá. Cô cái bà. Rồi quá. Các cháu do là cũng kiểu nhà tụi tụi rất là rụt rè, nhưng mong các bác thông cảm. Có được như vậy anh em vào đây nhiều thì các cháu mới mạnh dạn một chút như thế đấy cô bác. Cũng không biết nói gì thế nào được nữa cô bác ạ. Có lẽ qua những cái món quà rất ý nghĩa của cô Liễu gửi tặng cho các cháu thì thêm một cái phần nào đó an ủi cô bác ạ, một cái
hoàn cảnh ba anh em nheo nhóc hiện tại thì các bác cũng theo dõi được cũng biết rồi đó. Đó, rất là đáng thương, có bố thì cũng như không, mẹ thì bỏ đi từ rất lâu rồi. Hiện tại thì cháu giờ mới có 11 tuổi thôi, vừa làm anh, vừa làm bố, vừa làm mẹ. Quán xuyến tất cả những cái công việc trong nhà, rồi còn lo cả cho em nữa. Đó. À, có một ông bố thì cũng rất là vô trách nhiệm. Đó. À, suốt ngày nát rượu không lo gì đến các cháu, nên là cái cuộc sống của cháu cũng càng ngày càng nheo nhóc, đáng thương. Đấy, có những món quà cũng là một phần nào đó thì có cái nụ cười trên môi các cháu của bác ạ. Cũng xin được cảm ơn cô Liễu rất là nhiều. Cũng chúc cô và gia đình luôn thật nhiều sức khỏe và thành công trong mọi công việc nữa. À. Đấy, em lấy gọn vào cho các cháu cái. Vâng. Muốn cho nên cho rồi nhé. Để gọn vào giường ấy. Đấy, xong rồi bánh kẹo đây các con cứ ăn trước. Nên nên ăn đi, bao giờ đói thì cứ ăn đi. Nên nên tha. À, không chờ bố nữa. Nếu bác bảo này, nếu mà tí nữa tối mà bố mà không về thì cứ lấy cái con cá kia về mà nấu nhá. Không có để như thế nó thiêu là hỏng mất đi. Bây giờ chưa thấy về thì cũng chả biết là bao giờ về. Ý mình chỉ ở gì chỉ là mà nên mua đồ chơi là học nó. Thì ý mình chả mà mua hai đồ cư đồ hai tiền mua học nó đi. À, ừ, đấy. Em bảo cháu giờ là tí nữa nếu mà không thấy bố về thì đi sang bên kia bảo chú sang bên này nấu cái con cá cho ăn. Bảo chú sang nấu cũng được. Ừ, thì bảo là bố mắng thì bảo là chú lấy về nấu rồi và thế nhá. Bây giờ các cháu cứ tự ý lấy về nấu cũng sợ lắm. Đúng rồi, là có chú là không sợ là cũng khó nhỉ. Khó mà, rất là khó luôn. Cái điều này do là bố đã nói như thế thì ai mà chả sợ. Lấy về chả may bố được một vài chế rượu vào ngừa lại về lại mắng chửi ra thì rất là khó luôn. Lại tội các con. Một hai tụi cứ đó tụi chim mày đó ổn lên thôi. Ừ. Đi bảo chú thì có cái gì chú lo hết. Thế thôi nhỉ, khả năng anh em cũng đi. Khả năng anh bây giờ mong sao mình gặp ông bố ở trên đường hay như nào đó, biết. Cũng rất là mong được gặp bố thôi, ông bố của cháu giờ. Gần như thế này đúng là thật ra rất là khổ các con rồi. Ơi, mặt trời chuẩn bị vào khuất núi rồi cô bác này. Bây giờ cũng vào gọi là gần hơn 2 giờ chiều rồi nhé. Đấy, ở trên này chỉ cần buổi chiều cái là mặt trời đã khuất sau những cái dạng núi kia rồi. Đấy, bây giờ có lẽ anh em và Xuân Tiệu và em Dìa cũng đi chia sẻ những hoàn cảnh khác thôi cô bác ạ. Có lẽ là cũng kết thúc cái nội dung ở nhà cháu giờ vậy thôi. Cũng xin chào và hẹn lại các cô chú bác ở Đức Phiên lần sau nhé.